Kem dưỡng da Goji, loại kem giúp trẻ hóa làn da. Cách thức hoạt động của loại kem này. Kem dưỡng da Goji được kiểm chứng qua các thử nghiệm lâm sàng giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa của các tế bào và điều tiết quá trình trao đổi chất. Công thức sản phẩm gồm hàm lượng lớn các vitamin, khoáng chất cũng như biotin giúp hình thành các phân tử vững chắc có khả năng thẩm thấu sâu hơn vào các lớp da bên trong, giúp cho việc sử dụng sản phẩm kem Goji đạt kết quả tối ưu. Các axit amin có trong quả cầu kỷ tử có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, kéo dài thời gian tác dụng của lớp kem hơn 24 giờ. Axit amin đóng vai trò như miếng bọt biển giúp thẩm thấu độ ẩm, giúp da khỏi bị khô ráp, đảm bảo dưỡng ẩm tận sâu bên trong các tế bào, đồng thời hạn chế các nếp nhăn, gồm nhiều thành phần bảo vệ tia UV khác nhau cũng như các phân tử hoạt tính sinh học giúp phục hồi tế bào da. Sản phẩm có tác dụng ngăn nếp nhăn tái xuất hiện, tăng cường dưỡng chất cho vùng da mặt và cổ với hàm lượng lớn các vitamin, khoáng chất và axit amin, kích hoạt sản sinh dưỡng chất collagen tự nhiên bởi các lớp da tận sâu bên trong. Với sản phẩm kem Goji, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được độ đàn hồi cho làn da và sự tươi trẻ chỉ trong thời gian ngắn. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Tẩy trang lớp trang điểm trên da mặt và tạp chất bằng sản phẩm rửa mặt hoặc nước hoa hồng. Bước 2. Thoa kem lên bề mặt da đã làm sạch với chuyển động massage xoay tròn, đồng thời tránh xa vùng mắt. Bước 3. Da bạn sẽ trở lên săn chắc và dưỡng ẩm tận sâu bên trong. Hoạt tính của kem vẫn hoạt động trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng. Tác hại của nếp nhăn. Nếp nhăn là các nếp gấp có thể thấy rõ do sự hoạt động quá độ của cơ mặt. Điều này làm mất đi tính đàn hồi, độ săn chắc cùng các tác nhân khác. Các lớp hạ bì nhận trách nhiệm sản xuất collagen, sợi đàn hồi cũng như tăng cường độ săn chắc bởi các phân tử axit hyaluronic bị bít tắc giữa các sợi collagen. Các nếp nhăn ngăn lưu thông máu, giảm chức năng tuần hoàn bạch huyết và mao mạch máu trên bề mặt da, ngăn khí axi thẩm thấu vào bên trong da. Các nếp nhăn mới xuất hiện khiến các nếp nhăn cũ hằn xuống sâu hơn, nếu không kịp thời điều trị, khả năng hồi phục là hoàn toàn không thể. Phương pháp ngăn ngừa nếp nhăn: dùng kem dưỡng, đắp mặt nạ, tiêm Botox, lột da bằng hóa chất và phẫu thuật thẩm mỹ. Ba cách thức cuối được xem là nguy hiểm nhất. Goji Cream thực sự có tác dụng. Khi phát triển các sản phẩm chăm sóc da mặt, chúng tôi chỉ chuyên tâm đến các thành phần tự nhiên. Công ty Hender sử dụng những phương pháp tiên tiến nhất trong việc tạo ra dòng sản phẩm chăm sóc da phổ biến. Trước khi đưa lên kệ các sản phẩm mỹ phẩm này, chúng tôi đều thực hiện các cuộc kiểm định về da liễu cũng như các thử nghiệm lâm sàng. Kem dưỡng da Goji đã chứng minh được độ hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nếp nhăn cũng như tăng cường trẻ hóa da. Chỉ trong hôm nay đặt hàng sản phẩm kem dưỡng da Goji để được giảm giá 50%.